nói thật mà anh tin em đi. Buông ra. Anh thích Bi đi rồi, không biết cái đồng hồ cùn và năng. Anh thích Bi để đâu rồi nhỉ? Mình phải đi kiếm mới được. Giường của anh thích Bi ở đây, mà sao không thấy cái đồng hồ đó vậy nhỉ? Không biết tình hình của mũ vàng ở nhà như thế nào rồi nhỉ? Mình phải nhanh chóng về nhà mới được. Sao anh mũ vàng lại lục lọi linh tinh trong nhà thế nhỉ? Lát anh tiếp đi về, mình phải mang với anh tiếp đi mới được. Sao không thấy cái đồng hồ đó đâu vậy nhỉ? À, có tiền. Thì ra là tiền của anh Tippy để ở đây. Mình phải lấy một ít mới được. Má, mình đã lục tung cả cái nhà này rồi, không thấy cái đồng hồ cùn vật năng đâu rồi nhỉ? Thôi, chắc là anh Tippy đi mua sữa sắp về rồi. Mình phải lên giường giặt và ốm tiếp mới được. Ơ, người Dương, sao em lại ngồi ngoài này, không ngồi ở trong nhà? Dạ, em ngồi đây để chờ anh. Anh đi đâu từ nãy giờ vậy? Có chuyện gì mà em phải ngồi ngoài này chờ anh? Anh Tippy ơi, lúc nãy em thấy anh mua vàng lục lọi cái gì ở trong nhà mình ấy. Làm gì có chuyện đó? Em vừa nhìn thấy thật mà anh. Tại sao em lại vu oan cho mũ vàng như vậy? Chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu. Em im lặng đi. Em nói thật mà anh tin em đi. Buông ra.